Wat Praila Macah, Khum Praila Macah, Khum Vihi Su, Srok Sach Kandal Khait Kandal. Ngay Dok Pi Kaut Khai Srap Chnam Chu Tu Sak Putta Sakkarat 2564 Trau Nu Thngay Ti Muay Khai Saiha Chnam 2020. Wat Praila Macah That Noi Khnong Phum Praila Macah, Khum Vihi Su, Srok Sach Kandal Khait Kandal. Mien prum protol khang kaut chop muat trop piang, khang lech chop phleu chet lech pram bay, khang chung chop phleu lom khum san long, nung khang thabong chop phleu lom. Mien chom ngai praman 51 km pi ti rung khaet Kandal. Chmuot daam hau wat prey lea mechah, trau ban sang song tang pi chnam 1553 chi wat mohanikai. Đói lục dây lưỡng nâng xoa mấy bòm tiếng cồn chảy. Hãy đề nôm ai hai vật bầy lẹ mà chá. Cả đàm lối, bó tích Campuchia dưỡng. Miên sạch đạch xoay, riêng chi tràn ổng tiết. Miên bà niêm tha, bà bạc xây chạm cồng. Đói, cồng riêng xong bạc rô hốt đò xoay tì vương quất. Bạc xây chạm cồng, miên sạch đầy đâm nà thà. Ta cô hê bà nôm cậu má, bà xây chạm cỏng, phía bà cài rột kích. Bố mê tòa bà bò, bà bòm rịch viếng đinh tạm chạm. Hai rột lòn cạn bì cần lại mũi, tới cần lại mũi. Tớ bàn mọc đọc rò cà cỏng, lùi viết tế. Rò hốt mọc đọc rò cà á, bà cần lớn, bà sân lóng, trò biên bài ếch, trò biên bài chuẩn. Đã sắp ngay nơi kháng chướng, Khum Prey Lea Macah. Hai tòa bà 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 rong rì chì viên chết tay tùn thân đinh tam chạp mình prom chọc chỗ đồng ọ lõi. Đu chân nó hỏi, tư ta cô hê đại chìa nét thay ra xá. Tô cô ma bà xây chàm cỏng bán xâm ra chất nôm cô ma bà xây chàm cỏng rốt châu tới khăn ông Prey tư bốn. Hai khăn ông Prey ní miên đam chăn mùi đám. Đại miên rung mùi thống, đại bốt đôi xâm bọc sạch tùy biển. Ta cô hê bàn khơi rung nụ, ách lạc bàn khuôn bàn bán, rút hơi cửa lước đại thua ca buồn xuống, đó vật thổ sạch sật, bí ả rốc ả rẹt tìa vật đá, miên rớt đê chế, miên ả rốc ả rẹt tìa vật đá, đại thay ra xa nơi tình nịt thà. Bà cô mà nịt bật chìa nẹ miên bôn mền nụ, Sốm cầm ai phụ tòa bà rộng khuyên. Hơi cháu bạ xây chạm cỏng chỗ sông ngom khăn ngon rung đàm chán lục tử. Chôm nay cháu tòa bà rộng bọc bà rộng rịch viên đinh tám. Đó còn lại nì rộng mần khuyên. Hơi bàn nì dây khuyên thà. Chỗ khăn ngon rung đàm chán nì tị đắng nó. Phụ tòa khá tiết bàn nì dây thà. Bà chỗ khăn ngon rung đàm chán mến. Bà có chiếc đại xâm bọc bình tiên mần khàn. Đó chơi chơi khnia mình đạch xa rạch, nâng rốc mình khuyến. Lúc ta cụ hê nâng cổ mà bạ xây chạm cỏng. Phụ tuộc cổ nôm khnia chanh pi bây nít tay mà đoàn tử. Phụ tuộc bạ bà rộng rì chì viễn, rốc mình khuyến. Xanh tuộc cầm nít ạch ốc bà má. Pi bố đói bôn để chạy bạ bà rộng mấy bạ xây chạm cỏng. Nâng sạch đầy ở thật thán ở rộp bọ ta cụ hế. Prom tiếng rục hạt tê vọt đá. Đãi thay ra xa prey prực xa ní. Bạn bầm bật bắn. Nâng bụ tuộp rộp mưu bùm khuyên sọ. Bắn tuộp mau ta cụ hế. Nâng chạy bạ xây chạm cỏng. Chánh bì rung đàm chán hới. Thư đâm nà tự tư kháng thư bồn. Chú tư bà vì hế xua tiệt. Chôm nay kháng cỏi mộc. Còn lãnh đại ta của hệ nâng bạc xây chạm cỏng bàn phù nụ, mân chìa dù chân nàm tế, sạp tài miên bà chìa phù rốt ruộng nơi chìa cỏng cổ xá. Bằng có bằng càng phòl, hai bàn nuông khỉa cặp chạy rục riêng bởi nơi cần lãnh nụ. Bằng các bàn vọt ả rám đòi nuông khỉa đại chung một thá, vọt bởi lẹ mà chạy. Tăng phì phê nụ, mốc đó bà chạy bắn, Phụ miên đam chăn, miên ai dụ pra hai l, pram buôn rơi chân nằm tờ mùi bọn chân nằm. Rì ai tì ả rám, vọt vầy lẹ mà chả ní, có miên ả đứt vẹt chàng ả thị ca chì chân ống phong đài. Cứ chân nằm mùi bọn pram rơi xàm sập pram, vẹt niềm số,
ឆ្នាំ 1975 ព្រះចៅអធិការព្រះនាមតេន ឆ្នាំ 1750 ព្រះនាមជា ឆ្នាំ 1759 ព្រះនាមង៉ែត ឆ្នាំ 1951 ព្រះនាមអុក ព្រះនាមដុស ព្រះនាមណប ព្រះនាមប៉ែន ព្រះនាមប៉ុន ឆ្នាំ 1970 ដល់ឆ្នាំ 1975 ក្នុងស្ថានភាពវត្តចាប់ពីឆ្នាំ 1975 ដល់ឆ្នាំ 1979 គឺឆ្នាំដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដោយក្រុមបនប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានរុះរើយកកុតសាលាឆាន់ទៅធ្វើរោងបាយនិងព្រះវិហារធ្វើជាឃ្លាំងសម្រាប់ដាក់ស្រូវ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979 ក្រោមការដឹកនាំរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញ ពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តព្រះសង្ឃព្រះនាមសុខធម្មគង់សុខមកធ្វើជាចៅអធិការដើម្បីបានធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ឆ្នាំ 2004 លុះក្រោយមកទៀតទើបពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត ធ្វើសេចក្តីស្នើសុំពីសាលាអនុគុណនិងមន្ទីរធម្មការស្រុកសាច់កណ្ដាលសូមឲ្យតែងតាំងព្រះនាមឈឹមឈីមពីគ្រូសោតស្ដាំឲ្យឡើងជាព្រះចៅអធិការពេញសិទ្ធិនៅថ្ងៃអាទិត្យ 6 កើតខែអាសត់ឆ្នាំជូតសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ 2552 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 1 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2009 រហូតដល់សព្វថ្ងៃ ក្រុមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការឈឹមឈីមប្រអង្គបានដឹកនាំអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសាងសង់សមិទ្ធផលនានាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាសាលាឆាន់កុដិរបងខ្លោងទ្វារបង្គោលភ្លើងនិងចាក់សាបផ្លូវក្នុងទីអាវាសដោយមើលទៅគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លា ពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ 2020នេះព្រះអង្គបានកំពុងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកសាងព្រះវិហារមួយយ៉ាងធំទើបតែបានសម្រេចត្រឹម 50% ចំណាយទឹកប្រាក់ជាង 200,000 ដុល្លារ ដោយនៅខ្វះ 50% ទៀតកំពុងត្រូវការពុទ្ធបរិស័ទលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទទាំងជិតឆ្ងាយ ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមកសាងព្រះវិហារតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានិងទទួលបានបញ្ញកុសលរៀងៗខ្លួនហើយសមិទ្ធផលទាំងអំបានបានខាងលើដោយមានការទទួលកសាងពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមន្ត្រីរាជការកុមារាកុមារីពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកនិងទូសបរមីគ្រប់វត្តអារាមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដេជគុណប្រសរតនៈត្រៃទាំង 3 ជួយប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់អស់លោកប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់និងក្រុមគ្រួសារជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់កាលជារៀងរហូត